Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh YouTube Crypto. Đến video buổi sáng ngày hôm nay thì Túc và anh em cùng đi chơi cái trò chơi nhỏ này và giải cái bật mã hàng ngày ngày 21 tháng 8 để chúng ta là nhận 1 triệu đồng xu Hunter Compact từ dự án này. Thì trước tiên đến với cái dự án Hunter Compact thì mình cập nhật đôi chút về con kèo Dog này. Đây, con kèo Dog chúng ta đào, chúng ta check tuổi Telegram ấy thì nó có thông báo trên Binance ấy, thì là nó sẽ list vào Binance, nó là long pass thứ 57 và nó list Binance vào ngày 26 tháng 8 nha, con Dog S ấy, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay về, mình và anh em cùng đi tham gia Hunter Compact này. Rồi trước tiên thì chúng ta kích phần chơi trò chơi nhỏ trước cho mình để chúng ta nhận chìa khóa này. Rồi kích phần chơi cho mình này, đúng không? Chúng ta sẽ kéo cái thanh đỏ lên này, đúng không? Kéo lên xanh sang này, rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo thanh đỏ xuống này, thanh xanh sang này, đỏ xuống này. Và sau đó thì chìa khóa sang này, rồi thanh xanh sang này, đỏ lên này, đỏ lên hẳn nha. Chìa khóa này, xanh xanh sang này, đỏ lên này. Rồi hai thanh xanh sang này, rồi gạt hai, gạt tất cả cái này xuống này, tất cả tất cả cái đỏ xuống này. Rồi chúng ta về nha, khá nhẹ nhàng thôi. Yeah. Vậy là chúng ta nhận được nha. Rồi tiếp sau đó thì chúng ta kích cái phần mật mã hàng ngày ngày 21 tháng 8 để chúng ta nhận này. Mật mã ngày hôm nay là TWERK nha. Được chưa? Rồi để mà gõ chữ T thì chúng ta cần một chữ này. Rồi để mà gõ chữ W thì chúng ta cần 1.1 chữ này, một chữ này. Rồi để một chữ E thì một chấm này. Rồi để một chữ L thì một chấm này. Rồi tiếp sau đó chữ cuối cùng chữ K để mà gõ thì chúng ta một giữ một chấm một giữ này. Rồi anh em vừa thấy ạ, đây chúng ta nhận là 1 triệu đồng xu âm tôi cũng bằng dự án nha, chúng ta kích vào nhận lệnh thưởng cho mình này, kích vào nhận lệnh thưởng cho mình thôi. À, thơm đúng không ạ? Rồi trong quá trình thao tác em gì không hiểu thì có thể là comment gì gây tức sẽ hỗ trợ anh em. Còn bây giờ xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo, mình xin cảm ơn.